Đây là một trong những nhà máy dệt được bảo quản tốt nhất của chuông gió này để treo ngoài sân vườn. Bên trong đây giống như là một ngôi làng nhỏ ha. Chỗ này cả nhà đi ăn trên đây nè mọi người. Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Hôm nay cả nhà Kim sẽ đi thăm một cái ngôi làng dệt ha cô chú anh chị. Có từ khoảng 400 năm trước, đây là một trong những di sản công nghiệp lớn nhất nước Anh. Tọa lạc giữa những khu vườn và vùng đất nông thôn đẹp như tranh vẽ, có diện tích là khoảng 400 mẫu ha cô chú anh chị. Đây là một trong những nhà máy dệt được bảo quản tốt nhất của cách mạng công nghiệp. Nhà máy này có 5 tầng và được xây dựng vào năm 1784. Đây là nhà máy bông được ghi vào danh sách di sản quốc gia của Anh với tư cách là tòa nhà được xếp hạng cấp 2 và được thành lập bởi Samuel Reed và nổi tiếng với những đổi mới về cả máy móc và những cách tiếp cận quan hệ lao động. Gia đình có thái độ hơi gia trưởng đối với người lao động, cung cấp tốt dịch vụ y tế cho tất cả mọi người, nhưng mà hạn chế giáo dục cho trẻ em. Nhưng tất cả đều phải lao động khoảng 72 giờ mỗi tuần, thì một tuần làm việc 6 ngày tính ra một ngày là làm việc khoảng 12 tiếng ha cô chú anh chị. Ông Samuel Reed đã thuê cái khu đất này để xây dựng nhà máy, và lý do để mà chọn cái địa điểm này là do cái đầu nguồn nước gần ở vị trí kênh đào phù hợp cho việc xây dựng nhà máy, do là nhà máy chạy bằng sức nước ha cô chú anh chị. Gia đình ông Reed là những chủ nhà máy rất là cẩn thận và thực dụng theo chủ nghĩa là gia trưởng, và nhà máy được mở rộng và thay đổi trong suốt lịch sử của nó. Khi con trai của Reed tiếp quản công việc kinh doanh, ông đã giới thiệu nghề dệt, và ông Reed đã qua đời vào năm 1834. Ở nhà máy cũng đã cho xây dựng một ngôi trường giống như là một cái ngôi nhà để dạy nghề cho những đứa trẻ. Thì hầu hết là con của những gia đình nghèo khó sống trong các nhà làm việc, họ đã gửi con đến nhà máy. Vào thời điểm đó thì mọi người đều nhất trí rằng những đứa trẻ lao động rất là tốt. Và tất nhiên là cuộc sống của bọn trẻ không hề lý tưởng, thời gian rất là dài. 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần thì thời gian vui chơi chỉ được phép vào các buổi chiều chủ nhật. Tuy nhiên thì chế độ ăn uống rất là tốt. Hơn một nửa lực lượng lao động của ông Reed là trẻ em nghèo và mồ côi. Trẻ em được bác sĩ của gia đình Reed chăm sóc y tế chu đáo, được dạy viết và toán 3 đêm một tuần. Nhưng mà ban đầu thì trường chỉ dành cho học sinh nam, nhiều nhất là 1 giờ vào 3 buổi tối trong tuần. Mãi đến năm 1833 thì nhà máy mới tuyên bố rằng là các cô gái cũng được đi học vào buổi chiều chủ nhật. Mặc dù những người lao động trẻ không bị trừng phạt về thân thể, nhưng mà có nhiều hành vi xấu kéo theo và thời gian làm thêm rất là dài, và đưa ra những lời đe dọa rằng các cô gái sẽ bị cạo trọc đầu, hoặc là những công nhân trẻ sẽ bị nhốt trong phòng nhiều ngày và chỉ cho ăn cháo thôi. Thật ra khi mà Kim đọc về lịch sử của gia đình ông Reed này thì có rất là nhiều điều thú vị của chú anh chị, và Kim thấy thương những người lao động thời đó cho gia đình của ông quá. Gia đình của ông Reed là có sở hữu một cái con tàu chở nô lệ hả cô chú anh chị. Cha và anh trai của ông là sở hữu một phần những cái đồn điền trồng mía ở trên đảo Dominica thuộc cái vùng Caribe. Thì những cái đồn điền đó cũng được ông và anh trai của ông thừa kế vào năm 1795. Năm 1818 thì gia đình ông có 71 nô lệ nam và 68 nô lệ nữ hả mọi người. Theo một số nghiên cứu thì ông Reed không dựa vào thu nhập từ bất động sản ở Caribe để tài trợ cho việc kéo sợi bông. Nhưng mối quan tâm của anh ấy đối với các đồn điền vẫn hình thành nên một phần của sự tham gia rộng rãi hơn của gia đình vào thương mại, bao gồm cả hoạt động kinh doanh quan trọng liên quan đến nô lệ. Thì nói như vậy có nghĩa là cái ông này thời xưa đó là gia đình của ông buôn bán nô lệ hả cô chú anh chị, cho nên là theo cái tư tưởng là gia trưởng đó mọi người, là bóc lột sức lao động của người lao động nghèo nô lệ hả cô chú.
làm việc ở trong này rất là cực khổ hết cô chú anh chị. Tại vì mình phải tiếp xúc với bụi đó, bụi cổ bông đó. Đây người ta nói nè, ảnh hưởng đến tay nè, đến mắt nè, đến lưng nè, đầu gối nè, phổi nè, bị ho. Rồi những cái ngón tay nè đều mệt mỏi hết trơn á cô chú anh chị. Đây giống như là cái cân hả cô chú anh chị, từ năm 1700 mấy đó cô chú anh chị, từ thế kỷ 18 mọi người, cân khổng lồ luôn nè. Đây là những bộ quần áo mà người ta sản xuất ra người ta làm đó cô chú anh chị, có loại vải thô nè, đây là vải thô của ngày xưa đó cô chú anh chị. Trong phòng này là người ta trưng bày sản phẩm, những cái sản phẩm mà người ta sản xuất ra đó cô chú anh chị. Cái này giống như thổ cẩm ở Việt Nam mình cũng có hả cô chú anh chị. Đây là người ta làm những cái hình nộm múa rối nè mọi người. Đây là những loại vải làm áo thun ha, với lại xót, vớ. Đó là cái hình nộm múa rối đó con. Nó là nguyên cục này ở trong đó. Can you do it? Đây người ta dùng năng lượng nước để hoạt động cái nhà máy nha cô chú anh chị. Những cái này là người ta làm để cho người ta sử dụng cái năng lượng của nguồn nước đó cô chú anh chị. Đây là cũng một phần ở trong cái nhà máy này hả mọi người. Thank you.
tự dưới kia cô chú anh chị đi lên đây xong họ đi muốn trên kia kìa mọi người. Đó, đi theo cái đường đó, đó. Cái đường người ta đang đi đó cô chú anh chị. Hay chưa? Còn phải đi lên bậc thang nữa cô chú ơi. Oh god. You want some help on this? No. Nah. Okay. Này giống như lên gần loại núi vậy đó. Mà cắm theo cái xe này theo nữa nè. Oh, đã leo lên tới đỉnh rồi nè mọi người. Cuối cùng cũng đã tới rồi. Mệt quá. Lên cao là có bất ngờ hết mọi người. Ở trên đây là sẽ có một cái khu vườn ở trên đây của chú anh chị. Và nhà kính nữa. Trồng rau, trồng hoa gì đó thì mình sẽ khám phá. Ở đây có một căn nhà này của chú anh chị. Đúng là những người giàu thường là sống ở trên núi hết cô chú. Sống ở nơi cao nhất. Nguyên một cái điền trang này là của một người chủ ngày xưa rất là giàu luôn mọi người. Này người ta trồng rau này, người ta bao lại để cho mấy con sóc nó không ăn hết cô chú anh chị, sóc chim gì đó. Nhưng mà thấy sâu quá chừng nè, lá có sâu. Sâu sên, ốc sên gì đó. Trong đây có nhà kính trồng những loại sen đá nè mọi người. Cái này giống như hoa hồng á, đẹp quá chừng. Chị chiêu cây. Oh my god. Ôi cái cây sen đá này quá chừng to luôn, như một cánh hoa vậy đó. Đẹp quá hả chị ha. Yeah. Đây nữa nè. Đây trên này nó có nở hoa quá chừng nè cô chú anh chị. Đây có cây táo nè cô chú anh chị. Đây có nguyên một cái vườn táo và hàng táo này ha. Hoa đẹp quá chừng nè. Trong đây là có quán cà phê bên kia hả cô chú anh chị. Còn bên đây là có một cái shop nè. Cái shop bán đồ lưu niệm á mọi người. Ô. Mấy cái chuông gió này để treo ngoài sân vườn. Đẹp. Gió nó kêu lăng keng lăng keng. Cái chuông này có 15 đồng. Này có 12 đồng hết cô chú anh chị. Này có con nhím nè. Con rùa dễ thương với con vịt nữa. Úi cha.
Đây có con vịt này bao nhiêu á mọi người? 6 đỏ bảng. Con vịt mẹ nè, một đàn vịt con. Con vịt mẹ này bao nhiêu đây? Vịt mẹ 12 đồng. Ông hả chị? Hả chị để lên đây con. Cái dẹp nó đây. Come on, baby, let's go eat. What is that for? And there's a knife and fork if you want one. Can we go now, babe? Alright, come on, let's go. Bên trong đây giống như là một ngôi làng nhỏ ha cô chú anh chị, được ông Red xây dựng cho công nhân của mình ở, bao gồm 42 ngôi nhà nhỏ kiểu nông thôn mới, được xây dựng vào năm 1820 khi mà nhà máy được mở rộng. Những cái ngôi nhà kiểu nông thôn đơn sơ này thì mỗi ngôi nhà có một cái phòng khách, một nhà bếp và hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh bên ngoài và một khu vườn nhỏ. Tiền thuê của khu nhà ở này thì được khấu trừ vào tiền lương của công nhân, chứ không phải là cho ở không miễn phí ha cô chú anh chị. Là đó rất là xưa đó, ngày xưa là tôi đâu đổ nhựa xi măng như bây giờ đâu. Người ta đều trải bằng đá ha cô chú anh chị, mà những cái đường đá này nè, rất là bền luôn. Thường ở Anh á, những cái khu nhà phía sau là sẽ có một cái lối đi riêng và để thùng rác vào đây nè mọi người. Ở giữa hai cái dãy nhà đó đến bây giờ vẫn còn tồn tại luôn cô chú anh chị. Chị muốn vô kia không? Right, Jacob, you listen to me. Right, me and Kim were talking about something. And she goes, okay, guys, don't panic. Didn't she? Hey, Jacob. Barry's here. So in school we've got them, and I found them, and I didn't tell my mates that I had them. Chỗ này cả nhà Kim đang đi ăn trên đây nè mọi người. Cái quán ở gần nhà ha cô chú anh chị. Đi chơi cổng em chạy xe nè. Ông cổng nữa hả? Ông cổng thôi mẹ mở ra. Ôi mẹ đau, mẹ sorry con, sorry, vô xin lỗi chị nha. Đau quá. Cái quán ăn ở bên đó hả cô chú anh chị? Gần sát nhà luôn, chừng 200m rồi mọi người. Oh, not anymore.
ra cho con đang chơi bánh pizza cô chú. Ở trong cái quán bar này có cái bàn pizza này mình phải để 1 đồng vô thì mới được chơi cô chú anh chị. Để đồng xu vô đó. Nó mới ra bàn này chơi chứ không phải là chơi miễn phí nha mọi người. Đây bên đây có một cái quầy bar nhỏ nhỏ để mua bia, mua nước uống cho cô chú anh chị. Kim với Chi về trước cô chú anh chị ơi, Kim Chi cũng cãi về trước rồi. Cho ba cho con kia ở lại chơi pizza đi mọi người. Mình về trước. Xe Chi đợi mày dẫn con qua Chi. Chi lạnh không? Mát mẻ mà con đâu có lạnh đâu. Sắp tới nhà rồi kìa.